Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với video nhất của mình tại Nha Trang. Quên, mình đang ở Hà Đông rồi, mình về cũng được tầm một tuần. Về có việc anh em ơi. Thì nay làm một cái video gọi là xem ra mình sống ở Hà Nội như thế nào. Về thực ra là có việc một chút anh ạ. Khánh thành lại cái sân. Cái sân nhà mình hồi trước có một cây trứng cá to, xong kiểu bên cạnh như kiểu bãi rác ấy. Thì về láng lại xi măng các thứ cho nó đẹp đẽ tí. Mời anh em vào. Mà cái cây trứng cá này nhá, hôm qua không phải là hôm qua tự nhiên có một cái cơn dông thôi, cơn dông bão. Mình nghĩ là ý trời cho cái cây này nó đổ. Tự nhiên cây đổ. Cũng không có ý định là chặt đâu, nhưng mà nó tự đổ. Thì chỗ này thì khả năng là mình sẽ láng lại khá là đẹp đẽ. Rồi anh em có thể qua đây giao lưu. Và mời anh em vào xem shop có gì. Đây. Lần này về thì mình cũng update được một vài sản phẩm cho anh em. Đầu tiên là cô hoa hậu gói hàng. Và này là em gái họ mình nhá. Cái thứ hai thì đây anh em tập trung vào một vài cái sản phẩm. Thực ra là mình muốn làm thêm một chút sâu về xe tí. Có thể là có những cái dầu nhớt anh em đến đây thay VA, rồi Vision, rồi xe ga, xe số, xe côn tay các thứ anh em có thể sang shop mình hết. Rồi những cái phụ tùng phụ kiện như là sạc pin này, anh em có thể đấu vào xe anh em sạc, đúng không? Anh em có thể qua trực tiếp đây nhá. Rồi có báo vôn, rồi đèn trợ sáng, các thể loại. Thì thực ra là cái nếu mà cái sân này mình làm xong ok ấy, thì anh em sang đây giao lưu được các thứ. Ok thế nào, nó có không gian cho anh em chơi. Còn hoa hậu tên gì nhỉ? Hoa hậu tên Ly à? Đang ngại gói hàng. Bao giờ thì xong thì mình sẽ update trên Facebook cá nhân hoặc là trên Xe Top 1 nhá. Để anh em qua đây chắc là sẽ có một vài dịch vụ như là rửa xe, thay dầu. Đây là cái đầu tiên mình muốn thông báo với anh em là mình về Hà Nội rồi, gọi là cải tạo lại cái cửa hàng cho nó đẹp đẽ. Anh em có nhu cầu về làm về xe, spa hoặc những anh em xe ôm ấy, qua đây cực kỳ luôn, giá mình lúc nào cũng là ngon bổ rẻ. Ok chưa nào? Cái thứ hai thì muốn khoe với anh em một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình thôi. Cá nhân mình thôi thì tầm đây là cái bảng cân nặng của mình hồi trước, tầm mùng 2 tháng 5, tầm 3 tháng trước. Đấy thì mình nặng tầm 77 cân. 77 cân và lượng mỡ này, lượng cơ này nó không đủ, không đạt tiêu chuẩn. Và cực kỳ là béo luôn. Anh em có thể xem lại cái video 3 tháng trước mình review gương này, nó như này. Ok, hôm nay hướng dẫn cho anh em cách lắp H2C lên tất cả các loại xe nhé. Damn! Đấy. Thì hiện tại thì mình đầu 6 rồi anh em ạ. Mình thì xuống đầu 6 rồi. Cũng khá là vui khi mà kiểu mình xem lại cái video ngày trước của mình ấy. Thấy mình béo quá, cảm giác như trì trệ và rất là nặng nề ấy. Thì quyết định gọi là đầu tiên là mình tập thể dục đó. Sau là tập boxing ấy. Nó giảm vào nhiều cân thực sự luôn ấy. Kiểu bây giờ mình thấy người thanh thoát và nhanh nhẹn hơn nhiều. Đầu óc sáng suốt hơn, đúng không nào? Thì cái này nó cũng là một cái niềm vui nhỏ nên muốn chia sẻ với anh em vậy. Sắp tới thì có thể làm cho anh em nhiều nội dung hơn về xe. Anh em không biết là thích mình làm ở Hà Nội hay là làm ở Nha Trang. Tại vì cái con Winner X của mình ấy, mình vẫn đang để trong Nha Trang anh em nhá. Và để buổi chiều đi, buổi chiều khánh thành cái gọi là cái sân nhà mình xem nào. Để quay lại cho anh em xem nó đẹp như nào. Thì anh em mời anh em sang nhá. Đẹp đẽ phết rồi nhỉ, thoáng hẳn ra chứ. À còn một cái nữa, trước về thì anh em có thể nhiều anh em qua shop mình nó thấy cái mái che là chưa có, khánh thành luôn cái mái che đấy. Còn chưa mua cái mái che mới bây giờ ấy là chắc là ấy nhỉ, đi một tí mấy cái dây trên này này, xong rồi lấy ít dây cây leo ấy nó phủ xanh xanh cho này đẹp. Chưa có cái cây thì nó kiểu có quả ấy, cây trứng cá anh em biết rồi, nó hút nhiều côn trùng, ví dụ muỗi rồi chim chóc các thứ thì không nói là, nhưng mà muỗi vậy
nhà mình mỗi chích ác quá nên là thành ra không định chặt đâu, nhưng mà kiểu ý trời cho đổ. Winner X thì mình để bên đấy rồi, thì thực ra thì bây giờ còn mỗi con ngựa chiến là con FZ kìa. FZ với cả mình đi ké của ông cháu con WA chiến. Chắc là mình sẽ làm được nhiều video cho anh em đấy. Gần đây thì có Xanh SM mới ra những cái dịch vụ shipper ấy. Mình sẽ gọi là nghe ngóng cũng như là chạy thử cho anh em xem là nó như thế nào. Có thực sự là kiếm được tiền không? Mới khai trương hôm qua bắt đầu chạy thử Xanh SM. Thế ông Thịnh xế tuyển lên đây tự nhiên vớ được ông xế lông nhông có app chạy luôn. Ơ okay, thế là hai chú ở người đây rồi à? Người Hà Chí. Ừ, góc đây luôn. Ở đây luôn. Đây toa đây, thằng này thằng cháu ngay nhà. Thế là chơi với chú Khánh nhá. Ừ. Từ đời đầu. Đây làm cái nhà này. Từ hồi bằng giái bằng hạt kê. Thì ông Khánh để ở đây. À thôi được rồi, cho cháu thanh toán rồi nhỉ. Cái này thì cứ để vậy thôi ạ. Ừ, cứ để vậy. Xong rồi đấy. Tự nhiên có con cún nào nó chạy vào có sao? Nó thì nó vết chân tí. Bây giờ nó chạy là vết chân. Vậy là phải ra mua ít tiền với lại xả nhỉ. Không, mày cứ ở đây mà có con nào thì đuổi nó đi, đến chiều nó chạy nó tự. Ở đây trồng cây lá mơ này chó không dám chạy vào. Đây, cháu gửi này. Vậy bọn cháu không, mấy cái này bọn cháu không thể làm được chứ. Thanh niên vậy nhưng mà không có nghề làm sao làm được. Làm mà không quen mà. Vâng. Cái này bảo hành 1 năm chứ nhỉ? Mai mà. Mẹ. Cái láng bê tông này thì cháo giờ ấy mấy khi 10 năm. Chứ mày ô tô mày leo lên thì học. À ô tô leo lên. Ô tô leo lên là học. Phải làm cũng phải học. Tại vì cái nền đất này nền là toàn là đất cát, nó không đầm nền. Vậy thì xe máy thì ok. Xe máy thoải mái. Còn mỗi ô tô mà cứ lên nhiều là học. Ô tô thì khu này có ô tô mới biết đấy, phá bê tông kia kìa, nó dây nó đổ, nhà này nó đổ để ô tô lên nó phải đổ dây như kia kìa. Với cả cái cũ này nó liệu nó có sụt xuống không chú? Không. Không, cái này là cái chỗ này là cái đường ống nước mà. Vâng. Cái đường cống quá mấy là... xem cái quá tao mới đục đây cái cục là... bê tông của nhà này nó đổ là... mua bê tông thừa. Đây cái này mày đổ ô tô. Đây này nó đổ vào đây để nó tít trong kia kìa, vào đúng cái trụ bàn vô tuyến ngoài kia. Vâng vâng. Để nó để ô tô. Cái này bọn tao làm. Đây bọn tao phá đi, bọn tao làm. Với cả ở đây có tiền sử bị bẻ gương ô tô rồi, nên là không đổ ở đây được đâu. Nếu mà muốn đỗ ô tô thì phải làm chuồng như chú bên này. Đấy, phải làm chuồng ở đấy. Xe máy thì vô tư. Ok, rất cảm ơn hai chú nhá. Sau có công trình nào nữa thì cháu gọi chú nhá. Ok, gần như là xong. Chỗ này thì chắc được 10 xe không luôn. Dạ. Yeah. Xếp 10 xe ở đây. 20 xe. 20 xe à? Đến buổi chiều thì nhà mình cũng gần như là xong, gần như khánh thành quả này rồi. Cũng khô rồi đấy. Mai khả năng là nhà chú đang đổ bê tông để chỗ này nướng BBQ. Ok không? Đây là buổi chiều anh em ạ. Dọn qua thì thực ra là shop mình bây giờ nó đang rất là lộn xộn. Buổi chiều thì chuẩn bị 5 giờ rồi. Chuẩn bị anh em đi bơi đi, cho anh em xem bể bơi. Mình hay bơi ở bên K-Park. Gọi là có hoạt động vui vẻ tí mà. Còn trong nhà mình ấy, thì hôm nay mới về được một cái kiện hàng cũng rất là hay, muốn giới thiệu anh em này. Hôm nay quay hơi nhiều shop thế nhưng mà hay thì mới quay chứ đúng không? Nhông xin dĩa DID. Nhông xin dĩa vàng. Thì giá con này cực kỳ mềm, rẻ thôi. Mình sẽ để cho anh em cái giá ở bên dưới cho anh em check nhá. Thì tất cả các loại xe luôn. WA rồi Sirius rồi Exciter, Winner, Rider, Future. Nếu mà xe ga có nhông xin dĩa thì cũng có luôn đấy. Đấy. Ok chưa nào? Đây đang dọn hàng. Lát nữa đi ra bể bơi cho anh em xem bể bơi như thế nào. À đây này, Viettel này đấy. Ui dồi ôi, bà gói này có thủng mất rồi ạ. Bọc đầu. Bọc đít vào, sau bọc đít vào nhá. Như này có đạt tiêu chuẩn không anh? Có ai đạt tiêu chuẩn không? Em nó mới làm không biết rồi. Không sao anh nhỉ? Ok, bình thường thì bọn mình sẽ vào thì với K-Park này nè. Tắm, thì anh em vào xem.
có ở đây lắm hoa lắm. Đây có hoa. Cái vụ mà chuyển nhượng vé. Đây nó có cả quán ăn luôn này. Đây, đồ ăn này. Đây, coi phim rồi cô. Anh em đến, con đang giới thiệu bể bơi cho cô đấy. Đây nha, đây là cô Missy Yến nha. Chủ bể bơi. Bể bơi cây park. Rồi. À. Ok. Ok đấy, thủ đô nha. Ở đây thì nếu anh em mua bơi vé buổi chiều tầm 60.000, nhưng mà anh em mua vé tháng thì tầm 300.000, giống kiểu một cái vé tầm gym ấy, nhưng mà buổi chiều anh em đi bơi xuống. Còn nhà mình bơi 2 lần. Và tắm em. Và tắm làm gì? Hâm ở hầm người ta đang tắm. Ôi, từ từ, anh để đồ ra. Bên trong kia là nhà tắm nha. Đấy, nhân viên nhà PKK nhiều lắm. Đây này. Ly ơi. Thực ra cái bể bơi này thì nhiều khi trẻ con đến bơi là nhiều. Trẻ con ấy đi tập bơi, mình không biết đó, nhưng mà kiểu loáng thoáng những trẻ con ở trên trên này ấy sẽ phải gọi là có chứng chỉ bơi ấy để mà lên lớp ấy. 100 người đến đăng ký. Trời ơi. Khởi động như thật đấy. Quấy chân như thật đấy. Chưa biết nhảy. Ở đây thì bể nó sẽ sâu 1m35 thôi và cấm nhảy. Thì như anh em nào fan Khảo Bảnh thì không được vào đây tắm. Ok chưa? Fan Khảo Bảnh. Chỉ biết bơi chó thôi anh em ạ, chứ không biết chơi bơi kiểu gì. Đây ông cháu này bơi bây giờ ạ. Đấy ông thể hiện đấy. Úi dồi. Không mở mắt được à? Đập đầu vào tường à? Ai bà này 18 tuổi rồi chứ biết bơi. Biết bơi rồi. Biết bơi đâu, bơi đi. Thank you.
Cười đẹp. Bơi đi. Bơi ái cả, hay bơi cả. Bơi đi. Ok, quá đỉnh luôn. Tên là gì? Tên là Mi, Mi sói. Ôi giời ơi. Video gọi là vui vui thông báo với anh em là mình đã trở lại Hà Nội, thì anh em nào yêu quý có thể qua giao lưu với mình. Thứ hai là một vài các dịch vụ của PIGX. Sắp tới thì mong anh em nếu mà có muốn chăm sóc xe hoặc là các dịch vụ gì liên quan đến xe, rửa xe, thay dầu, rồi linh kiện, phụ kiện, các thể loại nhông xin dĩa, đèn đóm các thứ, thì anh em hãy qua shop mình nhá. Thì thực ra là shop mình cũng mới update được những sản phẩm ấy thôi. Rất mong được anh em trải nghiệm và cũng như đánh giá được cái chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm. Ok. Ngon đấy. Để hôm nào làm video review cái này nhỉ? Thôi. Nước đường. Em con xà thái thôi. Bao tiền em nhỉ? Ui giời ơi, 10.000. Ngon lắm, bao nhiêu một cái? 10.000. Cũng 10.000. Ok, về thôi.